Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh truyền hình huyện Tuần Giáo. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung bài viết: Tuần Giáo triển khai có hiệu quả kịp thời các chế độ chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mở đầu chương trình là nội dung đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ. Hiện nay, các cơ quan ban ngành đoàn thể và các địa phương trên địa bàn huyện Tuần Giáo đang đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt hiện nay đang tập trung triển khai thực hiện dịch vụ công thiết yếu mức độ 3, mức độ 4 để giảm tối đa thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm kinh phí cho nhà nước trong công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ. Với tinh thần đó, lực lượng công an các cấp trong huyện tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng công an nhân dân trên môi trường điện tử. Thị trấn Tuần Giáo là địa bàn thí điểm về đề án 06 của huyện. Thực hiện các tiện ích của đề án 06, lực lượng công an thị trấn Tuần Giáo đang tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống. Tiếp tục ra soát, thực hiện các giải pháp để cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp theo quy định gắn với cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng. Hiện nay, công an thị trấn đã thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú, thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. Hiện số lượng dịch vụ công trực tuyến trong tổng số các thủ tục hành chính đã được giải quyết tại công an thị trấn chiếm 40%, trong đó lưu trú đạt 95%, tạm trú đạt 60%. Bên cạnh đó, Công an thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn. Tính đến nay, Công an thị trấn đã tuyên truyền được 23 buổi về đề án 06 cho 2.760 lượt người dân của 15 trên 15 khối bản. Để giúp người dân hiểu rõ hơn về việc đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, Thượng úy Phan Bá Lộc, cán bộ công an thị trấn tuần giáo, cho biết. Để đăng ký một tài khoản dịch vụ công trực tuyến thì chúng ta phải có SIM điện thoại chính chủ. Khi có SIM điện thoại chính chủ thì chúng ta vào mạng và gõ cái dòng từ khóa là dịch vụ công và sau đó chúng ta kích vào cái đường link dịch vụ cổng dịch vụ công quốc gia và sau đó ở đấy thì có một cái mục là đăng ký tài khoản thì chúng ta sẽ thực hiện đăng ký các tài khoản thì ở đó thì người ta có sẵn những cái ô mẫu để hướng dẫn về việc là nhập số chứng minh nhân dân à, hoặc là số căn cước công dân thông tin họ tên ngày sinh và các cái thông tin cá nhân khác sau đó là chúng ta nhập một cái mã otp mà dịch vụ công gửi đến khi mà chúng ta đã có tài khoản thì chúng ta tiếp tục vào trong dịch vụ công và ấn cái từ khóa trên cái mục tìm kiếm chẳng hạn như là khi đăng ký thường trú thì chúng ta chỉ cần ấn vào mục thường trú sau đó nó sẽ hiện lên một cái bảng hướng dẫn và chúng ta ấn vào đó và thực hiện các cái thủ tục như là uh, nhập tên, nhập các cái thông tin về quê quán, nơi đăng ký thường trú rồi chủ hộ vân vân và sau đó thì uh, uh, bước tiếp theo thì chúng ta chụp ảnh uh, các cái giấy tờ tùy thân có liên quan mà cổng dịch vụ công yêu cầu sau đó chúng ta ấn nút gửi thì đã hoàn thành xong một cái uh, dịch vụ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, để đảm bảo điều kiện thực hiện dịch vụ công tiện ích, cá nhân doanh nghiệp cần có thuê bao điện thoại chính chủ, có tài khoản định danh điện tử hoặc có tài khoản ngân hàng, có thiết bị máy vi tính, điện thoại kết nối Internet. Và mỗi người cần lan tỏa ý thức tích cực trong thực hiện đề án 06 của chính phủ nhằm mang lại lợi ích cho đất nước, góp phần tiết kiệm kinh phí, thời gian, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ngày 28 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0 đang được theo dõi điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với ca bệnh đang được theo dõi điều trị nội trú tại cơ sở y tế, do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận, Đối với các bệnh đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú thì do trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã phường thị trấn xác nhận. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trên cả nước vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Vào cuối tháng 5 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện F0, F1 và ca bệnh nghi ngờ được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1909 ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang trong huyện Tuần Giáo tập trung chủ động nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, an ninh chính trị đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tăng cường cán bộ chiến sĩ, tổ đội công tác xuống cơ sở, địa bàn trọng yếu không để xảy ra bất ngờ bị động, tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ địa phương vững chắc, phối hợp tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đồng thời phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo tình hình an ninh chính trị được giữ vững chủ động nắm chắc địa bàn, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào đấu tranh tố giác tội phạm, nhất là tập trung vào một số vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với các ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thu hồi vũ khí vật liệu nổ. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời tăng cường xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình quần chúng tham gia phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm tại địa bàn dân cư, triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền xã Mường Thín xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời xác định nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, theo đó, các ủy chính quyền xã đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền các văn bản về xây dựng nông thôn mới của cấp trên, của xã đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền một cách bài bản đến từng bản, từng hộ dân. Nhờ vậy, nhân dân hưởng ứng, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo nên khí thế thi đua trong từng hộ gia đình, từng bản. Tính đến, đến 6 tháng đầu năm 2022, xã Mường Thín đạt 17 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo thực hiện tốt. Đến nay, 19 trên 19 xã thị trấn đã triển khai cơ chế một cửa đạt 100%, đồng thời tiếp tục ra soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định. Các thủ tục hành chính, các khoản phí lệ phí được công khai ngay tại bộ phận một cửa và bố trí ở nơi người dân dễ quan sát. Các thủ tục hành chính được cấp xã hướng dẫn, tiếp nhận đúng quy định, giải quyết ngay cho công dân. 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Duy trì và thực hiện tốt cơ chế một cửa tại 19 trên 19 xã thị trấn, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Triển khai đầy đủ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Theo báo cáo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện có trên 630 lượt người đã được dạy nghề. Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm Năm 2022, Ủy ban dân huyện đã ban hành kế hoạch đào tạo nghề năm 2022. Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh và Ủy ban dân các xã tổ chức tuyên truyền tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu của người lao động. Đào tạo nghề có ý nghĩa rất quan trọng để người lao động biết nghề và nâng cao tay nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Việc tư vấn học nghề đóng vai trò quan trọng, giúp người lao động hiểu rõ và phát triển năng khiếu nghề của bản thân, nắm bắt nhu cầu của người sử dụng lao động và thị trường, qua đó góp phần định hướng nghề nghiệp phù hợp. Trong 6 tháng cuối năm, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác tham mưu, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác việc làm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, thị trường lao động của địa phương, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương để triển khai có hiệu quả các chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, đội ngũ cán bộ trạm y tế xã Quảy Tở luôn tâm niệm thực hiện tốt lời bác hồ dạy, Lương y phải như từ mẫu, tận tình chăm sóc bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức của người thầy thuốc, luôn thực hiện nghiêm túc chế độ trực khám chữa bệnh, chương trình mục tiêu y tế dân số được triển khai theo kế hoạch. Từ đầu năm 2022 đến nay đã triển khai có hiệu quả các mục tiêu chương trình y tế quốc gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tiêm chủng, khám chữa bệnh, kế hoạch hóa gia đình số lượt khám bệnh là 288, kê đơn thuốc bệnh trên địa bàn 219 lượt người, khám cho bà mẹ mang thai 140 lượt, tổ chức tiêm chủng cho các cháu dưới 6 tuổi, trong đó tiêm phòng sởi rubella cho trẻ là 44 trẻ, viêm não Nhật Bản mỗi 1 và mỗi 2 cho 45 trẻ, mỗi 3 là 43 trẻ. Số trẻ sinh ra là 47 trẻ, giảm 16 trẻ so với năm 2021. Tỷ lệ sinh con thứ ba là 10,4%, tăng 5,1% so với năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành kế hoạch số 153 về triển khai phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2022. Nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu, hộ gia đình, vệ sinh trong cơ sở y tế và nơi làm việc vệ sinh chất lượng nước ăn, sinh hoạt. Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu vệ sinh phòng chống dịch bệnh COVID-19 và vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Đồng thời, triển khai các hoạt động hưởng ứng vệ sinh yêu nước như truyền thông tại cộng đồng, Tập trung vào các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp, phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt các biện pháp rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động lồng ghép với các chương trình khác như vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong lao động. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Nối tiếp chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung bài viết Tuần Giáo triển khai có hiệu quả, kịp thời các chế độ chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, huyện Tuần Giáo luôn quan tâm đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Thông qua thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không ngừng được nâng lên, để đạt được kết quả đó, cấp ủy huyện tuần giáo đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, triển khai có hiệu quả, kịp thời các chế độ chính sách, chương trình dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa và văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, phát huy và thường xuyên được tổ chức nhân các ngày lễ Tết của đồng bào dân tộc. Sự nghiệp giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao về chất lượng. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc được tăng cường. Đội ngũ cán bộ là người dân tộc được kiện toàn. Quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững ổn định. Năm 2022, thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Huyện Tuần Giáo đã tổ chức thăm hỏi Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho 167 người có uy tín. Kinh phí thực hiện là 66,8 triệu đồng. Thăm hỏi ốm đau 4 người có uy tín. Kinh phí thực hiện là 3,2 triệu đồng. Thăm viếng hai thân nhân người có uy tín qua đời. Kinh phí thực hiện là 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, tiến hành tuyên truyền phổ biến chính sách cho người có uy tín trên địa bàn huyện. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân các xã thị trấn căn cứ kết quả giảm nghèo năm 2021, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2022 chi tiết cụ thể, đảm bảo phù hợp, khả thi và triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã chi trả chế độ cho 95 đối tượng người có công, chi trả chế độ mai táng phí cho 38 người hoạt động kháng chiến, cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến. Tổ chức thăm hỏi tặng quà 374 người có công và thân nhân người có công nhân dịp Tết Nguyên đán. Trích quỹ hoạt động chữ thập đỏ tổ chức thăm hỏi tặng quà 500 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam với kinh phí là 150 triệu đồng. Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, huyện đã thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng thêm cho 563 đối tượng bảo trợ xã hội, thôi hưởng và hỗ trợ chi phí mai táng cho 8 đối tượng, hỗ trợ 84,975 tấn gạo cho 1.237 hộ nghèo không có khả năng ăn Tết, phần bổ 138.045 kg gạo đói giáp hạt cho 1.094 hộ nghèo với 9.203 nhân khẩu trợ cấp đột xuất cho 8 người chết do đuối nước, tai nạn giao thông, cháy nhà, kinh phí trên 131 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần BIDV tỉnh Điện Biên, Hội chữ thập đỏ tỉnh, trao quà cho 330 hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thường xuyên giả soát, lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy tiềm năng lợi thế, tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số một cách toàn diện. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung bài viết Nông dân Tuần Giáo thi đua học và làm theo bác. Những năm qua, các cấp hội nông dân huyện Tuần Giáo đã và đang triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với học và làm theo bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Qua đó đã tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên và nông dân. Thực hiện lời dạy của bác nói đi đôi với làm, hội nông dân từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu những gương điển hình trong học tập và làm theo bác, thông qua các đợt sinh hoạt tri hội, các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và được hội viên nông dân ủng hộ. Hiện Hội Nông dân huyện Tuần Giáo có 12.999 hội viên, sinh hoạt ở 19 tổ chức cơ sở hội với 167 tri hội thôn bản để việc học và làm theo bác bằng những việc làm cụ thể hàng năm hội nông dân các cấp đẩy mạnh truyền thông vận động nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua do tổ chức hội phát động nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững xây dựng hội và giai cấp nông dân việt nam trong sạch vững mạnh phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững tham gia xây dựng đảng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đặc biệt thực hiện lời dạy của bác về tinh thần đoàn kết tương thân tương ái các cấp hội nông dân trong huyện đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo hộ khá giàu giúp đỡ hộ nghèo thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho mượn vốn làm ăn hay giúp đỡ nhau những lúc khó khăn tạo sự đồng thuận tin tưởng trong cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đi vào cuộc sống. Tiêu biểu như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Để phong trào đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng rãi, ngoài đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hội nông dân các cấp đã tích cực vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kết hợp nông lâm công nghiệp và dịch vụ các mô hình phát triển kinh tế, nhân rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời các cấp hội nông dân tích cực tập huấn, phổ biến nâng cao trình độ, kỹ năng cho hội viên, nắm vững các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp để người dân tiếp cận. Năm 2021, toàn huyện đã mở 33 lớp dạy nghề hệ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên cho lao động nông thôn với tổng số 1.120 học viên. Với những cách làm linh hoạt sáng tạo phù hợp với thực tiễn, mỗi địa phương, đến nay huyện có 10 hộ đạt sản xuất giỏi cấp tỉnh, 79 hộ giỏi cấp huyện và 297 hộ giỏi cấp cơ sở. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện Tuần Giáo đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên. Đặc biệt đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, tích cực chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương, để nhân dân học tập và noi theo. Tiêu biểu như anh Bùi Hữu Văn, bản dạng đông, xã dạng đông, thu nhập trên 250 triệu đồng. Lý Khua Dơ ở bản Chua Lú, Giáp Bố Nhung, thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Nguyễn Duy Phong, bản Minh Thắng, xã Quẩy Nưa, thu nhập trên 800 triệu đồng một năm. Ngoài ra, hội viên nông dân đã hiến kế, hiến công, hiến đất, tích cực tham gia sửa chữa đường giao thông với trên 225.000 ngày công lao động, hiến trên 37.964,5 m2 đất, tự nguyện đóng góp trên 34 triệu đồng thành lập mới 19 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn tại các xã, thị trấn. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú, chú trọng biểu dương các cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học và làm theo bác, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phấn đấu thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch, ra soát các chỉ tiêu thi đua tích cực hỗ trợ hội viên thông qua việc truyền giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, đặc biệt lấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ hội viên trong toàn huyện. Phần cuối của chương trình là nội dung thông báo số 976 ngày 30 tháng 6 năm 2022 về kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Điện Biên tại buổi làm việc với các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo đã tổ chức làm việc với các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn huyện do đồng chí Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Điện Biên chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và một số cơ quan đơn vị liên quan. Sau khi nghe các điểm thi báo cáo sơ bộ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, và tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị của các điểm thi. Đồng chí Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện, Ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Điện Biên, có ý kiến kết luận như sau. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn huyện đã chủ động tích cực trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền phổ biến quán triệt quy chế thi, các văn bản hướng dẫn về kỳ thi tới tất cả các đối tượng có liên quan. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi được đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, công tác y tế, đảm bảo giao thông, điện nước đã được các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát song các cơ quan đơn vị và các điểm thi đã chủ động xây dựng phương án chi tiết để đảm bảo tổ chức thi trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong thời gian tới, Ủy ban dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan và các điểm thi tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được của những kỳ thi trước và rút kinh nghiệm từ các tồn tại hạn chế, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công tại văn bản số 594 ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban dân huyện Tuần Giáo. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau. Phòng văn hóa thông tin phối hợp với Trung tâm văn hóa truyền thanh truyền hình và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh thông tin về kỳ thi, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các quy chế, quy định, điểm thi, thời gian thi, hướng dẫn và các vấn đề liên quan đến kỳ thi. Đề nghị chi nhánh điện Tuần Giáo phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng phương án nhằm đảm bảo nguồn điện trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đề nghị huyện đoàn tuần giáo, chỉ đạo đoàn thanh niên các xã thị trấn phát động chương trình tiếp sức mùa thi, đặc biệt là hỗ trợ giúp đỡ thí sinh, đặc biệt các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, tham dự kỳ thi, đảm bảo các em học sinh tập trung đầy đủ tại các điểm thi trước ít nhất một ngày trước khi thi. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện bố trí sắp xếp chỗ nghỉ cho các đoàn đến làm thi trên địa bàn huyện. Phối hợp với lãnh đạo trường, các điểm thi, tổ chức gặp mặt trước thi và bố trí hai xe ô tô để vận chuyển bài thi về tỉnh sau khi kết thúc thi. Ủy ban dân xã quẩy Tở và Ủy ban dân thị trấn tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng, tăng cường kiểm tra chất lượng, giá cả tại các nhà nghỉ, phòng trọ, nhà hàng ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra kỳ thi. Yêu cầu các điểm thi, các điểm thi dự phòng, ra soát lần cuối, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi đảm bảo theo quy định. Các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện kế hoạch của ngành đơn vị mình trong công tác phối hợp tổ chức kỳ thi trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và chủ động các phương án dự phòng để xử lý các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Trên đây là kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Điện Biên tại buổi làm việc với các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Thừa lệnh Ủy ban dân huyện, văn phòng thông báo đến các cơ quan đơn vị biết chủ động phối hợp triển khai thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Tuần giáo hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe thân ái chào tạm biệt